Chào chú ạ. Vâng. Con chào bác. Kêu trong nhà luôn hay để đây? Cứ để đây chú ạ. Chú nó vẫn có ổ cắm. Nguyên loa là mét 2, còn cả thùng khả năng là mét 3. Em đi sợ mưa thì chúng em phải bọc kỹ lắm. Dạ, vâng, nay em đi hơi quá. Đây hạ hạ luôn. Đây tí đưa rồng giá. Không, em gắn cho bác rồi. Em gắn cho bác rồi. Nó chỉ là cái mic thu tiếng thôi mà anh. Mình nọ ra tận đám Vĩnh Thực cơ. Vĩnh Thực cho ra tận năm ngoái rồi chú ạ. Vĩnh Thực với Cô Tô ra lâu rồi. Bác ơi, bác cho con mượn kéo nhá. Để con cắt đi. Này cho cả ca sĩ đi kèm luôn. Bài. Không phải ca sĩ anh ạ. Em chỉ là cây nhặt lá vườn thôi. Đây này. Quả cái kéo chất lượng phết này. Kéo cắt cây cánh mà. Để bao nhiêu ngày mà vẫn lên hình. Đấy. Đây, treo tường thì mới cần, không treo tường thì không cần. Đấy, bác cho con mượn cái đấy. Ra kê cho nó đẹp. Sợ mười cuốn dày lắm. Cuốn dày. Cháu giao Vĩnh Thực với Cô Tô từ lâu rồi mà chúng vẫn xem từ những cái video đấy à? Qua xem mấy cái video giao ở Bắc Giang thì Thanh Hóa. Vâng, cháu đi mọi nơi mà. Đi mọi nơi. Hải Dương cũng nhiều phết đấy chú ạ. Hải Dương hình như có 2-3 bộ nhiều đấy. Vâng. Hải Dương được 3 bộ. Bộ này thì là mới ra thôi chứ còn ngày xưa ra những cái bộ loa cũ Hải Dương mua nhiều lắm. Hải Dương gần như huyện nào cho trả giao nhiều rồi. Tối thì tét ngay. Tét tức mừng lên chứ. Cần gì phải tối giờ mình được phép luôn mà. Tét mày gà luôn đi. Vâng. Làm gì phải làm cho nó nóng luôn. Cái này là món ăn tinh thần nên là cứ phải luôn vào ngay nó mới nóng anh ạ. Để lâu nó nguội. Có cả ca sĩ đi theo là hát đây này. Ngày xưa thì ca sĩ cũng có nhiều chỗ diễn, nhiều đất diễn đấy. Nhưng mà từ ngày mà bây giờ khách hàng bây giờ hát hay quá nên ca sĩ bây giờ là hết đất diễn rồi. Đi đây đi cao tốc có 12 cây này phi. Vâng, cháu đi nhanh mà. Từ công ty cháu về đây sẽ hơn tiếng rưỡi. Không đến. Không cũng như tầm đấy ạ, tại vì nó tắc đường trong nội thành nó đi nó sẽ lâu. Đúng rồi. Còn lên cao tốc thì nhanh lắm. Lên cao tốc thì vào đây thì... Đây chú ơi, nhìn đằng trước này, chú nhìn xem mặt trước này nó mới là mặt tiền của loa này. Mời cô chú. Cho hẳn lên. Ai người đàn ông mới bê được. Chú nhìn có giống trên mạng không chú? Cái này nó lắp đặt nó dễ lắm ạ. Nó không có gì phức tạp đâu. Lắp đặt thì nó rất là đơn giản. Nói chung là sản phẩm của Loa Kéo Xanh trong cháu thì nó gọi là mì ăn liền rồi. Khách hàng mua về để cứ bật nhạc lên hát thôi. Thì không có thao tác gì nhiều, chỉnh cũng không cần chỉnh nhiều. nhớ tên em gọi về, gọi hôn liễu rú lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Đây em mời anh với bác. Gì hát bài này? Anh hát bài gì anh? Trên dốc đó tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến áng mây như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình ảnh một vài giờ vui, tôi muốn nên trọn đời êm đềm, kẻ tái em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sợ gió núi sốt răng khơi tan vỡ màu nên tôi ngàn đời. Ôi cuộc đời vàng vẫn đã nói em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà bây giờ gót nào đầy phố điêu nên sai em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi đã không gặp vỡ thà đừng quen nhau đừng cho hình bóng đừng nhìn nhau đâu tôi không mất kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào té xưa mùa sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồn hồn mong gì gặp lại lần thứ hai. Chú hát bài đấy chú, cho trong chú hát nhá. Cho trong nhà. Đây cho chú hát. Cho trong nhà đi. Vâng. Hôm nay ca sĩ hơi vất vả chú ạ. Hát hai bài mà đâm đìa mồ hôi rồi. Đấy. Chảy cả lít mồ hôi rồi. Chân hớp này nóng. Vâng. Thời tiết nóng. Đúng rồi. Nắng nó không nắng nhưng mà nó lại oi. Chiến này khênh cái đồ mà. Dạ. Đây đấy. Cũng nhớ đêm ngày